Công an thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán hàng cấm và sản xuất chế tạo trái phép đạn của súng hơi. Đơn vị đã tạm giữ hình sự ba đối tượng, thu giữ gần 70 kg pháo nổ và hơn 123.000 viên đạn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận việc sản xuất chế tạo trái phép đạn nhằm mục đích bán kiếm lời. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thuê nhà tại phường Bách Quang, thiết kế lại căn nhà với hai lớp cửa thường xuyên đóng kín và không cho người lạ đi vào ngoài ra các đối tượng thông tin giả cho người dân xung quanh là thuê nhà để trồng rau thủy sinh thuê nhiều công nhân nhưng toàn bộ là người địa phương khác nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình hiện cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng để phục vụ điều tra vụ án tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật